Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Tuyển Văn Hóa. Chiều 8 tháng 11, truyền thông xác nhận, lực lượng chức năng đã tìm thấy máy bay quân sự JAC-130 rơi gần trạm kiểm lâm tại vườn quốc gia Jac Don thuộc xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Theo đó, lực lượng của Viettel đã triển khai tìm kiếm bằng các flycam chuyên dụng. Qua rà soát nhiều địa bàn, đơn vị này đã tìm thấy chiếc máy bay. Vị trí phát hiện máy bay rơi tại tiểu khu 428 thuộc vườn quốc gia Jac Don, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, cách buôn Rang Phốc khoảng 7 km. Đây là khu vực cây cối khá rậm rạp, tùm nhưng chỉ cách đường khoảng 600 m, gần chốt kiểm lâm của trạm kiểm lâm số 9 thuộc lâm phần vườn quốc gia Jac Don, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk. Trao đổi nhanh với báo giới, một lãnh đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, máy bay được tìm thấy vào khoảng 14 giờ ngày 8 tháng 11. Sau khi flycam xác định được vị trí, các lực lượng đã dàn hàng ngang trong rừng để tìm kiếm và tìm được xác của máy bay JAC-130. Tại hiện trường, chiếc máy bay được ghi nhận đã bị vỡ, gãy, hư hỏng nhiều bộ phận. Về phương án tiếp theo, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk cho biết, các đơn vị sẽ báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Bộ Quốc phòng để có hướng xử lý. Trước đó, theo nguồn tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã chỉ đạo các đồn biên phòng trên khu vực biên giới ở huyện Buôn Đôn phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, Trường sĩ quan không quân, Trung đoàn không quân 940 cùng lực lượng kiểm lâm, người dân tổ chức tìm kiếm máy bay huấn luyện JAC-130 gặp nạn. Thưa quý vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đã huy động trên 10 ô tô cùng nhiều phương tiện khác để hỗ trợ phục vụ công tác tìm kiếm. Một lãnh đạo chi cục kiểm lâm Đắk Lắk xác nhận, trạm kiểm lâm huyện Ea Súp và trạm kiểm lâm Buôn Đôn phối hợp hỗ trợ dẫn đường cho các lực lượng quân sự tìm kiếm chiếc máy bay. Phía vườn quốc gia Jac Don cũng cử hàng chục cán bộ cùng tham gia công tác tìm kiếm. Khu vực được xác định tìm kiếm là rừng núi hiểm trở, nhiều sông, suối, đi lại khó khăn. Lực lượng chức năng huy động thêm ghe thuyền của người dân để vượt sông. Buôn Rang Phốc là buôn duy nhất của tỉnh Đắk Lắk, nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Jac Don. Từ trưa 6 tháng 11, người dân buôn Rang Phốc, xã Krông Na, huyện Buôn Đôn đã nghe tiếng nổ lớn tại khu vực bên kia sông Serepok. Theo Cục Tuyên huấn Bộ Chính trị, hai vị sĩ quan thực hành bay bài 208, bay đường dài, không vực, xuyên mây trong điều kiện khí tượng phức tạp. Đây là chuyến bay đợt 3, chuyến thứ 2 của phi công buồng trước trong ban bay trong ngày. Máy bay cất cánh vào lúc 9 giờ 55 ngày 6 tháng 11 đến 10 giờ 38 phút. Khi kết thúc bài bay về hạ cánh, phi công báo cáo tình trạng máy bay thả càng không ra. Phi công đã thực hiện các biện pháp xử lý tình huống thả càng khẩn cấp nhưng vẫn không được. Phi công báo cáo chỉ huy bay và được phép nhảy dù. Hai người đã nhảy dù lúc 10 giờ 51 phút tại khu vực trường bắn TB2, Tây Sơn, Bình Định. Quân chủng phòng không không quân đang chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng của quân khu 5 và địa phương. Thời điểm đó thì quân chủng phòng không không quân đã chủ trì phối hợp với các lực lượng của quân khu 5. Đồng thời với những người ở địa phương khẩn trương tìm kiếm, cấp cứu ở mặt đất và trên không. Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam cho biết sẽ tiến hành giải mã hộp đen để tìm hiểu nguyên nhân máy bay gặp sự cố. Giải mã hộp đen để tìm ra lý do tại sao càng máy bay lại không bung ra, dù càng trước và càng trái đã ra. Theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, trong hướng dẫn, nếu như các càng không bung thì vẫn có thể hạ cánh bằng bụng máy bay. Nhưng nếu một trong hai càng trái hoặc phải không bung thì phi công dứt khoát phải nhảy dù. Sau khi nhận lệnh, hai phi công đã điều khiển máy bay ra khu vực núi cách sân bay Phù Cát 20 km để nhảy dù. Nhưng vị trí rơi là gần 30 km. Tôi rất lo và rất thương anh em. Trong điều kiện mưa gió, tình huống như thế, nhưng anh em đã vượt qua bằng chính nghị lực, bản lĩnh và sự đoàn kết của toàn lực lượng, đưa anh em về được an toàn. Theo Trung tướng Phạm Trường Sơn, máy bay JAC-130 thiết kế cho hai phi công ngồi bung trước và sau. Khi bung dù ở tình huống khẩn cấp, người ngồi sau sẽ bay trước. Quả đạn đầy trọng lực ghế phóng lên gấp 20 lần nên đã tác động đến sức khỏe của phi công. Do đó, sau khi đưa về bệnh viện Quân y 13, quân khu 5, các phi công sẽ được kiểm tra y tế. Vẫn theo Trung tướng Sơn, khu vực nhảy dù được phi công tính toán rất chính xác, cùng hành động vô cùng dũng cảm của phi công để dành sự an toàn về tài sản, tính mạng cho người dân. Chỉ lệnh cho phép phi công được nhảy dù ngay tại sân bay, nhưng các phi công vẫn điều khiển máy bay hơn 20 km hướng về phía núi để nhảy dù. Chúng tôi rất cảm động vì tình cảm mà người dân cả nước dành cho anh em phi công trong sự cố máy bay. Tôi đã nhận được hàng trăm, hàng nghìn tin nhắn gửi đến chúc mừng hai phi công đã trở về an toàn. Mong hai anh sẽ nhanh chóng hồi phục để thời gian tới tiếp tục thực hiện nhiệm vụ. Chia sẻ với báo chí trong đêm 6 tháng 11, anh Nguyễn Văn Liền, Phó Phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 940, quân nhân đã tìm được cả hai phi công sau nhiều giờ lên lỏi trong rừng, cho biết sau khi xác định vị trí ban đầu của hai phi công ở xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn. Theo anh Liền, xuất phát từ tình đồng chí đồng đội nên dù phải băng rừng vượt suối rất nhiều giờ và thậm chí lúc đó có mưa lớn cũng không cản được ý chí tìm kiếm hai phi công của cả đội. Lúc gặp anh Sơn và anh Quân, các anh ấy tinh thần rất phấn khởi dù cơ thể có hơi mệt. Còn tôi thì mừng đến phát khóc vì thấy hai anh vẫn khỏe.
một số đối tượng phản động đã dựa vào sự kiện này và chê bai khí tài của lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Cụ thể, chúng nói rằng đây là loại vũ khí quê mùa, cũ kỹ, chẳng nước nào thèm dùng. Thế thì chúng ta lại phải làm rõ luận điểm này cho những con ếch khát nước này nghe mới được. Yak 130 không hề kém, mà nó đang là một trong những loại vũ khí được nhiều quốc gia sử dụng. Được phát triển bởi cục thiết kế Yakovlev của Nga cùng công ty Alenia Amachi của Ý. Yak 130 thuộc dòng máy bay huấn luyện phản lực 2 chỗ ngồi, được tạo ra để thay thế cho L-39. Máy bay có chiều dài 11,49m, sải cánh 9,84m, trọng lượng rỗng 4,6 tấn và trọng lượng cất cánh tối đa lên đến 10,3 tấn. Thiết kế hiện đại và gọn nhẹ của Yak 130 mang đến cho nó khả năng bay linh hoạt, đồng thời đủ sức chịu tải để mang theo nhiều loại vũ khí. Yak 130 được trang bị hai động cơ phản lực cánh quạt Ichenko Broges AI-22225, cho phép nó dễ dàng cất cánh, hạ cánh và có khả năng cơ động cao trong các bài huấn luyện phức tạp. Máy bay có tốc độ hành trình đạt 887 km/h, tốc độ tối đa lên đến 1060 km/h, trần bay đạt 12.500m. Thưa quý vị và các bạn, buồng lái của Yak 130 được trang bị màn hình hiển thị đa chức năng và công nghệ điện tử hiện đại, giúp phi công dễ dàng điều khiển các vũ khí cũng như quan sát các chỉ số quan trọng khi bay. Theo một số báo cáo, Yak 130 có thể mô phỏng các đặc tính điều khiển của những dòng máy bay chiến đấu thế hệ 4 và thế hệ thứ 5, bao gồm Su-27, MiG-29 và cả F-16. Do đó nó được đánh giá là một máy bay huấn luyện lý tưởng. Ngoài vai trò huấn luyện, Yak 130 cũng có thể thực hiện nhiệm vụ tấn công hạng nhẹ và trinh sát. Yak 130 được thiết kế với 9 điểm treo, mang tải trọng chiến đấu 3 tấn, gồm nhiều loại vũ khí như bom dẫn đường, tên lửa không đối không và không đối đất, giúp máy bay có thể tham gia vào các nhiệm vụ tấn công mặt đất và phòng không khi cần thiết. Một số loại vũ khí có thể kể đến như tên lửa S-8 80mm, tên lửa S-25, tên lửa không đối không dẫn đường bằng hồng ngoại R-73, bom FAB M-62, ZB-500, KAB-500. Yak 130 đại diện cho bước tiến mới của công nghệ hàng không Nga trong phân khúc máy bay huấn luyện và chiến đấu hạng nhẹ. Tính linh hoạt và khả năng huấn luyện đỉnh cao của nó đã được minh chứng qua thực tế, giúp nhiều quốc gia nâng cao trình độ tác chiến của lực lượng không quân. Yak 130 không chỉ phổ biến ở Nga mà còn được xuất khẩu cho nhiều quốc gia khác như Belarus, Myanmar, Algeria, Bangladesh và cả Việt Nam. Thưa quý vị, chi tiết vừa rồi cũng đã khép lại video câu chuyện ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn toàn thể quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại ở những video tiếp theo của Tuyền Văn Hóa.